Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn. Chúc quý vị có một buổi sáng có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Trị An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán vừa hoàn công xong. Trước khi review căn nhà này thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua con đường này và giới thiệu vị trí này để cho quý vị và các bạn biết được. Thưa quý vị, vị trí Tuấn Nguyễn đang đứng đây thuộc phường An Bình của thành phố Trị An. Và con đường trước màn hình chúng ta đây là con đường Đoàn Thị Điểm. Chúng ta chạy ra bệnh viện Tam Hà, bệnh viện Thủ Đức quý vị nhá. Đây ra bệnh viện Thủ Đức thì khoảng mấy trăm mét thôi nhỉ, đúng không em? Đây ra bệnh viện Thủ Đức khoảng mấy trăm mét hả? Khoảng 600m quý vị nhá. Bệnh viện Thủ Đức ở phía trước chúng ta đây. Và đây là con đường Đoàn Thị Điểm ở ngã ba đường. Như quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây, ở đây là dân cư người ta ở full hết rồi, đúng không ạ? Mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đây, quý vị nhìn trên màn hình chúng ta đây. Kinh doanh buôn bán. Nhà nào cũng vậy thôi. Đây là siêu thị sữa này. Đấy, hàng rau, tạp hóa, cà phê. Đây là những cái căn góc hai mặt tiền người ta mới xây xong quý vị nhá. Và đây đi vào con đường nhựa 6m, 6 đến 7m quý vị nhá, trước căn nhà chúng ta. Ở đây thì người ta kinh doanh quán cà phê này. Đó. Cái này là tiệm gì đây? Tuấn Nguyễn cũng không biết nữa, tiệm thuốc tây này. Xung quanh đây là họ kinh doanh buôn bán hết. Tiệm cầm đồ này. Phía sau chúng ta có những tòa chung cư rất là lớn đây quý vị. Và đây căn nhà mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn nhà này. Đấy, Tuấn Nguyễn đang chỉ cho quý vị đây, căn nhà sơn màu ghi. Đó, màu ghi đây quý vị. Thưa quý vị, căn nhà này của chúng ta có hướng nam quý vị nhá. Đấy, căn nhà hướng nam, nhà hoàn công. Chiều ngang là 4m33 nhân với lại 20m chiều sâu. Chúng ta có 86,6m2, có sổ hồng. Và thổ cư là 67,5m2 quý vị nhá. Đấy, còn trừ ở phía trước này, chúng ta làm cái hành lang đi bộ cũng như để xe hơi. Đấy, quý vị có xe hơi thì quý vị chạy lên phía trước chỗ hai cái xe Honda đây quý vị nhá. Đấy. Căn nhà này thiết kế 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Đó. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị vào bên trong để giới thiệu công năng của căn nhà này và đồng thời Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị luôn. Đấy. Đây là căn nhà của chúng ta đây. Phía trước thì gia chủ người ta ốp gạch hết, ốp gạch từ dưới lên trên. Phía trước có sân xe hơi này. Quý vị đi về chúng ta chạy thẳng xe vào chỗ này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đậu xe hơi đường trước nhà chúng ta được. Ở phía ngoài này chúng ta có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn ở bên ngoài này và 4 cánh cửa nhôm sinh pha. Đây quý vị, bật lên xuống đây, chúng ta bước vào phòng khách. Phòng khách của chúng ta này, phòng khách chất rộng rãi. Nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đã hoàn công. Chiều ngang 4,33 quý vị nhé, nhân với là chiều sâu là 20m. Đó, chúng ta có 86,6m2. Phòng khách thì rất rộng. Phòng khách này chủ nhà thiết kế nhằm mục đích là cho quý vị kinh doanh buôn bán. Ở đây thì quý vị nào mà anh chị em nào mở tiệm nail, tiệm tóc này, tiệm xì ba này, ở khu vực này rất là đẹp. Đấy, cho nên chủ nhà để cái mặt tiền rất là dài. Đi về phía sau này, tiếp giáp giữa phòng khách cầu thang này chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Đây quý vị, nhà vệ sinh của chúng ta đây. Đấy, dưới chân cầu thang rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy. Bên trong này là phòng ăn, phòng bếp. Phòng ăn, phòng bếp thì chủ nhà chưa có lắp đặt gì cả. Căn nhà này vừa hoàn công xong quý vị nhá, vừa xây xong rồi Tuấn Nguyễn tới đây là chưa kịp lắp máy lạnh này. Đó, chưa kịp làm bàn bếp gì hết. Đó, đường điện, ống nước rồi ổ cắm các thứ đầy đủ nhưng mà chưa có đi đường điện thôi. À, là bàn bếp thôi, xin lỗi quý vị. Thì chúng ta về đây cũng tiện bề lắp đặt, đúng không ạ?
chúng ta thích cái mẫu nào thì chúng ta lắp. Đặc biệt khu vực phòng bếp này thì người ta dán gạch hết quý vị này, dán gạch phun hết, rất là đẹp và sạch sẽ đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch sẽ luôn. Chúng ta xài suốt đời không bao giờ bị dơ tường, đúng không ạ? Và đặc biệt ở phía sau này chúng ta có hai cánh cửa nhôm sinh pha này ra giếng trời phía sau. Đấy, lối thông thoáng cũng như chúng ta để máy giặt ở phía sau này. Nếu như chúng ta không giặt ở trên lầu thì chúng ta để ở phía sau này. Đây quý vị, lối thoát hiểm và giếng trời. Đó. Lên mãi trên lầu 2 trên kia luôn quý vị nhá. Đấy, thoáng gió, thoáng khí đúng không ạ? Khu vực này thì mặc dù là phòng ăn nhưng mà chủ nhà cũng để cái dây máy lạnh này quý vị này. Đấy, chúng ta về đây thì có rất nhiều ý tưởng thiết kế đúng không ạ? Đôi khi quý vị nấu nướng ở trên lầu thì đây cũng có thể là một cái phòng ngủ quý vị nhá. Đấy. Khu vực cầu thang của chúng ta đây, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu. Khu vực cầu thang của chúng ta tay vịn bằng gỗ gõ đỏ này, kiến cường lực này, trụ inox bậc lên xuống bằng đá hoa cương màu xám nhạt như thế này. Cầu thang rất rộng rãi. Căn nhà mới tinh vừa hoàn công xong quý vị nhá. Đấy. Lên lầu 1 chúng ta tham quan căn phòng ngủ đầu tiên. Đây quý vị, phòng ngủ phía sau của chúng ta đây. Dây chờ máy lạnh này, cửa sổ đối ra giếng trời. Phòng rất rộng. Giếng trời của chúng ta đây. Nhà có giếng trời thì rất là mát. Và có phòng vệ sinh khép kín ở trong này quý vị. Đây. Gạch lát phun. Phòng tắm riêng biệt bằng cái cường lực kia, bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi ở bên ngoài này. Rất đầy đủ. Cửa nhựa mu xích của Hàn Quốc. Và phía trước đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ master quý vị. Đây. Phòng master rất rộng. Cực kỳ rộng luôn. Dây chờ máy lạnh, đèn chiếu sáng đầy đủ. Cửa phía trước rất lớn. Đây, phía trước chúng ta có lan can này. Đó. Hai bên chủ nhà ốp gạch hết. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán. Đây, đây kinh doanh buôn bán hết quý vị nhá. Ngay bệnh viện quận Thủ Đức, chúng ta đi ra khoảng 500-600 mét thôi là tới bệnh viện quận Thủ Đức rồi quý vị nhá. Đó. Đây, phòng này phòng master rất là rộng. Diện tích rất rộng. Và nhà vệ sinh khép kín ở trong đây. Đấy, chúng ta có 3 nhà vệ sinh đúng không ạ? Phía dưới một, ở trên lầu 1 2 nhà vệ sinh. Và thưa quý vị, đặc biệt căn nhà này chủ nhà thiết kế lên được một lầu một tum nữa quý vị nhá. Nhưng mà hiện tại thì chủ nhà chỉ thiết kế một tầng trệt, một tầng lầu và một tum thôi. Đây, Tuấn Nguyễn đưa quý vị lên tum sân thượng ở trên này. Khu vực này chúng ta cũng có thể để bàn thờ. Đấy. Bàn thờ gia tiên của chúng ta thì nói chung những gia đình nhỏ ấy, đúng không ạ? Gia đình nhỏ thì chúng ta để cái bàn thờ thờ cúng vừa phải, nhỏ nhỏ mini ở đây cũng được. Còn nếu như những gia đình lớn thì chúng ta phải làm cái bàn thờ ở cái chỗ nơi thờ cúng nó lớn hơn đúng không ạ? Và đây quý vị này, lên sân thượng này á. Đây. Quý vị cũng có thể là chúng ta làm phòng bếp ở trên đây. Đúng không ạ? Ở dưới chúng ta kinh doanh buôn bán và làm cái khu vực phòng ngủ. Còn trên này chúng ta cũng có thể làm phòng bếp ở trên đây quý vị này. Cũng tùy gia đình thôi đúng không ạ? Mỗi gia đình chúng ta có cái cách sắp xếp khác nhau.
và cái cách sinh hoạt khác nhau. Ở trên quý vị nhìn khung thép này cực kỳ lớn luôn, vững vàng chắc chắn, hai bên là hàng rào an ninh như thế này. Đấy, xung quanh nhà chúng ta là toàn chung cư không quý vị nhá. Đây quý vị nhìn này, đó chung cư ga sóng thần đấy quý vị. Đấy, đây hệ thống giếng trời của chúng ta từ ở dưới lên. Đấy, ở đây xây trụ quý vị nhá, trụ này để cho chúng ta lên lầu đây. Đấy, chúng ta cũng có thể lên đó. Căn nhà này thì có nhiều cái ý tưởng thiết kế cũng như là sinh hoạt đúng không ạ? Quý vị về đây mà chúng ta muốn làm cái khu vực phòng bếp ở trên này, chúng ta dành cái không gian ở dưới để kinh doanh với làm phòng ngủ thì đây cũng là một cái rất là tốt. Bởi vì phía trước chúng ta có một cái sân thượng nữa, sân thượng số 2 rất là lớn quý vị này. Sân thượng số 2 của chúng ta cũng rất lớn. Đó quý vị thấy không? Người ta để trụ để lên lầu hết. Đây nhá quý vị nhá, để trụ này. Đấy, ở trên đây người ta ốp đá hết. Đó quý vị thấy không? Người ta ốp đá hết. Xây rất là kỹ. Đúng không ạ? Đây, trụ đây quý vị. Quý vị cũng có thể lên lầu được nhá. Trên đây thì hệ thống thoát nước này. Đó, chống thấm này, các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, một cái tum của chúng ta đây. Trên có bồn nước và nước nóng lạnh và bồn nước này. Đây đi ra quốc lộ 1A có chút xíu thôi quý vị nhá, mấy trăm mét là ra đến quốc lộ 1A rồi. Đó. Bệnh viện Thủ Đức ngay đây. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán. Cái diện tích này thì cũng không phải là nhỏ đúng không quý vị? 86,6 m vuông. Đấy, ngang 4m3, dài 20. Là một cái diện tích cũng không hề nhỏ rồi. Nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An như thế này, giáp với lại thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Đấy. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review nhanh cho quý vị một căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ xuống bên dưới và đồng thời báo giá cho quý vị và các bạn nắm được căn nhà này. Thưa quý vị, căn nhà này anh chị chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 7 tỷ 300 triệu đồng quý vị nhá. Giá này thì quý vị còn thương lượng. Đấy. Tuấn Nguyễn thì chỉ có biết là chủ nhà ra giá bao nhiêu thì Tuấn Nguyễn review lên video bấy nhiêu để truyền tải đến quý vị thôi. Còn giữa quý vị và chủ nhà thương lượng giá cả, đàm phán giá cả chốt là bao nhiêu là do quý vị và các bạn, do quý vị và chủ nhà thôi. Quan điểm của Tuấn Nguyễn là không đôn giá, không đổi giá. Đấy. Không kênh giá, không lấy sản phẩm của người khác để trục lợi cá nhân. Đó là quan điểm làm việc của Tuấn Nguyễn. 7 tỷ 3 là giá của chủ nhà đưa ra, không phải giá của Tuấn Nguyễn tự đưa quý vị nhá. 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng rất mạnh. Đây là giá chủ nhà vừa đưa ra với Tuấn Nguyễn xong. Đó. Quý vị cứ tới đây và ngồi nói chuyện với chủ nhà, thương lượng đàm phán về giá cả. Vâng. Quý vị nào xem được cái video này, thấy căn nhà này đẹp này, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, nằm giữa hai thành phố Bình Dương và thành phố Thủ Đức. Đấy, giá 7 tỷ 3 còn thương lượng rất là mạnh đúng không ạ? Quý vị cứ ngồi vào nói chuyện và thương lượng, Tuấn Nguyễn không biết là giá bao nhiêu là chốt được đúng không ạ? Và quý vị thương lượng được giá bao nhiêu Tuấn Nguyễn cũng không biết, đó là tùy quý vị thôi. Vâng. Kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, cả Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, và Đà Lạt nữa quý vị nhá. Tuấn Nguyễn có rất nhiều biệt thự. Đấy, kể cả khách sạn, nhà nghỉ. Muốn bán, nhất là những biệt thự nghỉ dưỡng, quý vị có nhu cầu, nhất là những kiều bào nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài, muốn về Việt Nam sinh sống thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ quan tâm đến vấn đề này và tư vấn cho quý vị những sản phẩm tốt để quý vị mua. Đấy. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng cho Tuấn Nguyễn xin một đăng ký kênh, một nốt like. Quý vị hãy subscribe, comment, xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn ngày càng phát triển lớn mạnh. Đấy, Tuấn Nguyễn xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đấy. Đặc biệt quý vị hãy nhớ nhấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi ngày để cho quý vị tha hồ xem và lựa chọn những sản phẩm tốt để mua.
Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin gửi tới quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Tuấn Nguyễn xin hẹn lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.